Bưu điện tỉnh Lạng Sơn là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính công ích, phải chịu sự cạnh tranh rất lớn khi thương mại điện tử cũng như các công ty chuyển phát tư nhân bùng nổ. Nhưng với sự quyết tâm, tinh thần chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, trong đó chị Phạm Thị Thanh Xuân với vai trò là giám đốc đã dồn hết tâm huyết lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, chị Phạm Thị Thanh Xuân luôn mong muốn đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của quê hương. Với vị trí của mình và lợi thế của đơn vị có bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, mạng lưới trải dài trên toàn tỉnh, chị Xuân cùng tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã kết hợp đức tính trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo của người bưu điện với bản sắc của người xứ Lạng để xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị và thể hiện vị trí vai trò của bưu điện trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Với lại là tâm niệm đó thì chúng tôi cũng đã cùng nhau bàn bạc và đưa ra các cái định hướng kế hoạch để làm sao là nghiên cứu và tham vấn với lại là tỉnh những cái chương trình để bưu điện có thể đóng góp công sức của mình vào. Ví dụ như các chương trình về tham gia trong cái việc cải cách hành chính, thế rồi tham gia trong đáp an sinh xã hội. Người bưu điện trong thời gian qua cũng đã cố gắng và thay đổi cái hình ảnh của mình, tiếp cận dần và tạo dựng nên những cái kết quả như hiện nay. Và người bưu điện, mỗi một người bưu điện của chúng tôi thì đều luôn tâm niệm mình phải tự trọng với bản thân, phải tử tế với đồng nghiệp và phải tin cậy với khách hàng. Trong vai trò người đứng đầu đơn vị, trước những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, trước mục tiêu kế hoạch hàng năm của đơn vị, chị Xuân đã không ngừng nỗ lực điều hành tốt toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. Giai đoạn 2017-2019, với mục tiêu tham gia sâu rộng hơn vào triển khai các dịch vụ, chính sách công của chính phủ, chị Xuân đã chỉ đạo các đơn vị trên toàn mạng lưới chú trọng triển khai thực hiện quyết định số 45 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai thực hiện quyết định số 55 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước, đảm bảo bí mật nhà nước, đảm bảo chính xác kịp thời trong mọi tình huống. Cùng với đó, chị đã chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện. Triển khai tốt dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình qua hệ thống đại lý thu bưu điện. Trong giai đoạn 2018-2019, mỗi năm, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 30.000 đối tượng. Với số tiền chi trả trung bình đạt 1.543 tỷ đồng, chi trả bảo trợ xã hội với số tiền trung bình đạt 97 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019, Bưu điện tỉnh đã phát triển được hơn 4.700 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh khen thưởng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu tỉnh Lạng Sơn là một người lãnh đạo nhạy bén, có khả năng nắm bắt thời cuộc, tâm huyết, tích cực chỉ đạo sát sao trong công việc, hết mình vì mục tiêu chung của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, đồng chí luôn quan tâm đến đời sống của anh chị em người lao động chúng tôi ạ, luôn động viên kịp thời và với tinh thần nêu gương, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Không chỉ một người lãnh đạo mà còn là một người chị đã luôn quan tâm dìu dắt và định hướng cho những thế hệ kế cận như chúng tôi không ngừng học tập và rèn luyện để phát triển, đóng góp vào sự nghiệp chung của ngành bưu điện và vào sự phát triển của tỉnh nhà. Trong công tác chỉ đạo điều hành thì đồng chí luôn luôn phát huy tính dân chủ, đoàn kết, xây dựng đoàn kết, và trong công tác chỉ đạo điều hành thì đồng chí chỉ đạo hết sức là quyết liệt và cũng là một tấm gương để chúng tôi học tập và noi theo. Trước đà tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế đất nước và sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp bưu chính trong tình hình mới, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn bằng ý chí quyết tâm, sự nhiệt huyết và sáng tạo đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tăng trưởng vượt bậc trong sản xuất kinh doanh. Từ năm 2017 đến nay, doanh thu của đơn vị đạt gần 558 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng. Đơn vị không ngừng củng cố, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện nay, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn có 235 điểm phục vụ trên toàn mạng lưới, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng theo các nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát,
tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn luôn đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, mang đến những sản phẩm dịch vụ tiện ích được khách hàng tin tưởng. Về vấn đề kinh doanh thì chúng tôi cũng đã tâm niệm cái sứ mệnh của mình, đấy là sứ mệnh phục vụ cộng đồng. Thế nên là chúng tôi cũng đã nghiên cứu để làm sao đổi mới chính bản thân mình, đổi mới trong văn hóa của mình, đổi mới về trang thiết bị, về phong cách phục vụ để tạo dựng một hình ảnh và cập nhật với những cái kiến thức hiện đại nhất, với những cái yêu cầu, nhu cầu ngày càng thay đổi của xã hội để làm sao tiến kịp và bắt kịp những nhu cầu khách hàng. Ví dụ như tham gia sâu trong các lĩnh vực về thương mại điện tử và các cái lĩnh vực khác. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn ngày càng đổi mới và phát triển. Có được kết quả đó thì không thể thiếu vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp, chị Phạm Thị Thanh Xuân. Bằng tâm huyết, trí tuệ, chị đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chèo lái doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, khẳng định thương hiệu của một đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích uy tín hàng đầu cả nước. Chị Xuân vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tôn vinh danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2020.